Trần Thị Hồng Gấm, Phó Giám đốc các chương trình giáo dục và xã hội, Hội đồng Anh, phát biểu và chia sẻ cùng Hội sinh viên tỉnh Bắc Ninh ạ. Xin trân trọng kính mời bà ạ. Vâng, kính thưa anh Sâm, kính thưa anh tất cả các anh các chị là lãnh đạo của lãnh đạo đoàn của tỉnh Bắc Ninh cũng như là của trường cao đẳng cơ điện và xây dựng tỉnh Bắc Ninh. Tôi xin phép được có một đôi lời chia sẻ trong phần khai mạc ạ. Trước tiên thì tôi cũng xin giới thiệu một chút, xin gửi lời chúc mừng đến tất cả các bạn sinh viên. Hôm nay là ngày hội sinh viên ngày 9 tháng 1 và là ngày hội truyền thống của sinh viên Việt Nam. Xin chúc mừng tất cả các bạn sinh viên có một ngày thật là vui và ý nghĩa. Hội đồng Anh chúng tôi rất là hân hạnh và vui mừng được đồng hành cùng với Viện IHIT cùng với và các đối tác các bên có liên quan để có thể tổ chức và tham gia cùng với sự kiện ngày hôm nay. Một chút giới thiệu về Hội đồng Anh thì Hội đồng Anh chúng tôi là tổ chức quốc tế về hợp tác văn hóa và cơ hội giáo dục của Vương quốc Anh. Chúng tôi xây dựng các cái kết nối sự hiểu biết và tin tưởng giữa người dân của Vương quốc Anh với các công dân của các quốc gia khác thông qua các hoạt động về nghệ thuật và văn hóa, giáo dục và ngôn ngữ tiếng Anh. Hội đồng Anh được thành lập tại Vương quốc Anh vào năm 1934 và đã có mặt ở Việt Nam từ năm 1993 cho đến nay là đã hơn 25 năm. Hội đồng Anh của chúng tôi rất là vinh dự được đồng hành với tất cả các đối tác ở Việt Nam trong các cái lĩnh vực trọng tâm là giáo dục, khoa học, xã hội và tiếng Anh. Thì đó là những cái hoạt động mà chúng tôi rất là tự hào trong suốt hơn 25 năm qua đã đồng hành và đã tạo ra được rất nhiều những cái thành tựu đáng ghi nhận giữa cái sự hợp tác giữa Vương quốc Anh với cả Việt Nam. Nhân đây thì tôi cũng xin chia sẻ một cái nghiên cứu mà gần đây Hội đồng Anh đã nghiên cứu và công bố kết quả. Đó là vào ngày 19 tháng 8 năm 2020 thì Hội đồng Anh tại Việt Nam có ra mắt một cái báo cáo nghiên cứu về thế hệ trẻ Việt Nam. Và hôm nay cũng là một cái hoạt động nằm trong cái chuỗi chia sẻ những cái kết quả của cái báo cáo nghiên cứu thế hệ trẻ Việt Nam đó. Tại cái báo cáo này thì đã chia sẻ những nhận định của giới trẻ về cơ hội giáo dục, việc làm và lối sống hiện tại cũng như hiểu được những hy vọng và lo lắng của giới trẻ về sự phát triển của đất nước. Đây là một cái hoạt thông qua cái báo cáo thế hệ trẻ Việt Nam này thì Hội đồng Anh chúng tôi rất là mong muốn sẽ có nhiều những cái cuộc đối thoại như thế này giữa các thế hệ giữa các bạn trẻ với các bên liên quan bao gồm cả các nhà hoạch định chính sách cũng như là các cái đơn vị các tổ chức đang có các cái chương trình hỗ trợ phát triển thanh niên Việt Nam để làm sao có thể tìm hiểu và lắng nghe được những cái tâm tư nguyện vọng của các bạn và hiểu hơn để làm sao thiết kế ra được những cái chương trình cũng như cái chính sách phù hợp với cái nhu cầu và thúc đẩy được những cái kỹ năng phát triển cho các bạn trẻ trong tương lai trong thế kỷ 21. Và nhân ngày hội, nhân cái kỷ niệm 71 năm truyền thống học sinh sinh viên Hà Nội Việt Nam và sinh viên và học sinh Việt Nam cũng như là nhân cái lễ trao gọi là nhân buổi lễ trao các cái sinh viên tốt cho cái buổi lễ ngày hôm nay thì chúng tôi rất là vinh dự sau đến phần 2 thì sẽ có nhiều cái phần trao đổi sâu hơn và đối thoại với các bạn trẻ nhiều hơn để hiểu hơn về cái kết quả tìm được trong cái báo cáo của thế hệ trẻ Việt Nam. Một lần nữa thì nhân cái dịp ngày hôm nay thì tôi cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến IHIT là do anh Bách là trưởng nhóm nghiên cứu hợp tác cùng với Hội đồng Anh cũng như là gửi lời cảm ơn đến các bên liên quan, các đơn vị đoàn trung ương, đoàn của tỉnh đoàn cũng như là trường, đặc biệt là trường cao đẳng cơ điện và xây dựng đã đồng hành cùng với chúng tôi và đã có tổ chức được cái buổi đối thoại ngày hôm nay. Cuối cùng thì xin chúc tất cả các vị đại biểu cũng như là tất cả các bạn trẻ có được một buổi thảo luận cũng như là một ngày buổi trao đổi hiệu quả và mang lại nhiều thông tin bổ ích đến
cho các bên liên quan cũng như cho chính các bạn trẻ. Vâng, xin chân thành cảm ơn ạ.